Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc dự diễn đàn toàn cầu Makyong lần thứ 30 với chủ đề kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc cùng nhau hướng tới tương lai, chiều 22 tháng 6, đoàn lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp. Trong không khí cởi mở, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng trao đổi các thông tin về địa bàn, bao gồm tình hình kinh tế xã hội của Hàn Quốc, các chính sách cập nhật của chính phủ mới, đồng thời nêu ra những tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu nêu bật những thế mạnh của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nằm trên trục phát triển phía đông gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, Hưng Yên là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp, dịch vụ hóa, hiện đại hóa với tỷ trọng công nghiệp trên 63%. Nông nghiệp phát triển theo mô hình chất lượng cao, mang lại hiệu suất kinh tế lớn. Đồng chí Trần Quốc Văn nhấn mạnh Hưng Yên có khát vọng phát triển lớn và đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, xem xét thực hiện nhiều cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tại cuộc gặp, lãnh đạo VCCI, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các doanh nghiệp tham gia đoàn cũng đã trao đổi nhiều thông tin liên quan đến tình hình và đặc điểm của doanh nghiệp Hàn Quốc, những đánh giá của doanh nghiệp Hàn Quốc về thị trường cũng như nguồn nhân lực của Việt Nam. Các đại biểu dự họp cũng chia sẻ cơ hội và nhận thấy cần đẩy mạnh xúc tiến để tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt sau bối cảnh kinh tế đang phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn toàn cầu Makyong lần thứ 30. Tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn có bài phát biểu chia sẻ về lĩnh vực hợp tác đầu tư, những lợi thế hướng phát triển của tỉnh Hưng Yên trong thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số xây dựng đô thị thông minh và khẳng định Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có 4 vấn đề chính. Đảm bảo cung cấp điện liên tục. Toàn bộ cái hệ thống giao thông, tức là giao thông phải thuận lợi, thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch đột phá toàn bộ giao thông tỉnh Hưng Yên để kết nối với lại thủ đô Hà Nội và kết nối với đường cao tốc một cách thuận lợi nhất. Và chúng tôi có 3 con đường đó để chạy dọc tỉnh Hưng Yên và một quy mô mặt cắt là tối thiểu khoảng 80 mét để kết nối với lại đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và kết nối với lại thủ đô Hà Nội. Vấn đề thứ hai đó là về công tác quy hoạch các cái khu công nghiệp cạnh cái đường giao thông đó để đi từ các khu công nghiệp này đến các cái trung tâm, ví dụ như thủ đô Hà Nội, như sân bay quốc tế đến Hải Phòng một cách ngắn nhất và thuận lợi nhất, đó là hoàn thiện toàn bộ các hệ thống hạ tầng các cái khu công nghiệp. Và hiện nay là chúng tôi đang giải phóng được khoảng trên 1.000 ha này để sẵn sàng mời các nhà đầu tư khi đến Hưng Yên thì đã có mặt bằng ngay, không phải chờ đợi. Vấn đề thứ ba đó là lưới điện, là chúng tôi nâng cấp toàn bộ cái hệ thống lưới điện của tỉnh Hưng Yên để đáp ứng được các nhu cầu sản xuất mở rộng. Khi các nhà đầu tư đến Hưng Yên đầu tư thì không bao giờ được mất điện, đó là xác định đầu tiên để đảm bảo ổn định sản xuất để các nhà đầu tư sản xuất ở Hưng Yên được cách thuận lợi nhất. Vấn đề thứ tư đó là vấn đề nhà ở. Thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện toàn bộ các hệ thống, rồi các đô thị thông minh, rồi các khu nhà công nhân, rồi quy hoạch. Thì khi các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa bàn thì đảm bảo nhà ở cho các ông chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người công nhân. Và đi đôi cái việc đó thì chính quyền thì phải luôn luôn cam kết đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp để khi nhà đầu tư đến được yên tâm mà hoạt động sản xuất kinh doanh để làm sao mà tháo gỡ được tất cả những khó khăn vướng mắc và theo quy định của luật. Quan tâm đến các nhà đầu tư Hàn Quốc để khắc phục được các. Ngày mai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Tại hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn có bài phát biểu quan trọng giới thiệu về tiềm năng, lợi thế cũng như các chính sách thu hút đầu tư của Hưng Yên với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Buổi chiều, đoàn Hưng Yên sẽ làm việc với tập đoàn Land Housing, chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch tại Hưng Yên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này trong các bản tin tiếp theo.